nhân mỗi người mỗi sở thích, đứa thì thích camping, đứa thì muốn nghỉ dưỡng. Phải nói chuyến du lịch lần này tụi tôi rất vất vả mới tìm được một địa điểm phù hợp với cả hai, chính là Vinpearl Discovery Sealing tại Nha Trang. Phải nói chuyến đi này, Vinpearl cho mình khá là nhiều bất ngờ về dịch vụ của họ. Từ khi cầm trên tay chiếc thẻ phòng, mình đã vô cùng thích thú, đến khi bước vào thì mình đã say mê mất rồi. Không gian ở đây được thiết kế và bày trí vô cùng sang trọng, phòng cũng khá to và đặc biệt, phòng master còn có view hướng biển siêu thích luôn. Chưa hết nha, bên ngoài còn có chiếc hồ bơi view biển cực kỳ chill dành cho mấy bà thích sống ảo giống tôi nè. Lần này đến thì mình có trải nghiệm thử dịch vụ ăn sáng tại hồ bơi mà người người gọi là floating breakfast. Điều đặc sắc của dịch vụ này chính là có thể dùng ngay tại hồ bơi của villa rất riêng tư. Theo cá nhân mình thì món ăn khá là vừa miệng, bắt mắt và có đầy đủ các món mặn, ngọt và thức uống. Đặc biệt, dùng để sống ảo thì hết thức chấm nha. Bà nào mê sống ảo thì book ngay dịch vụ này cho tôi. Nói đến đây, nhiều bà thắc mắc, rồi camping trong người yêu của tôi ở đâu? Thì đây đây, giới thiệu với mọi người gói camping trà chiều view biển cực kỳ chill nha. Phải nói mình rất ấn tượng với dịch vụ này. Ban đầu mình nghĩ sẽ có một khu riêng, nhưng không nha, mọi thứ sẽ được set up ngay trước villa luôn, không cần đi đâu xa, mà vẫn có đầy đủ lều, bàn ghế và set bánh trà cho mọi người vô cùng lãng mạn để mọi người chill nè. Thật sự đây là một trải nghiệm đáng nhớ của hai tụi mình luôn, vì lâu lâu mới có dịp du lịch nên thưởng thức được dịch vụ như thế này, rất là ưng luôn. Nên là cuối năm rồi, mọi người đang lăn tăn không biết chọn nơi nào để du lịch xuân, hay vừa muốn nghỉ dưỡng vừa muốn camping như tụi mình thì đến với Discovery Sealing tại Vinpearl Nha Trang nha. Nhiều điều thú vị đang chờ bạn đó.